tại vì là em muốn trải nghiệm sau những cái khoảng thời gian mà em đã đi học và em về luyện. Vậy hôm nay em đang hoàn toàn nghiêm túc. Dạ đúng rồi. Em có mèo 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 đó không? Trời ơi, đừng đánh cái đèn vô cái mặt em Phúc này được không ạ? Và bây giờ chị hỏi là nếu như mà em có một cơ hội muốn kết quốc với lại những giám khảo này, em sẽ chọn ai kết quốc chung với em? Em chọn chị á. Ủa? Vậy thì bây giờ chị sẽ ra kết quốc chung nha em, chịu không? Dạ ok. Ok. Số vào nhanh tiếp theo 371. Và apply một công việc khác, ví dụ như trợ lý hoặc là trợ lý của stylist trang phục chẳng hạn. Thì đây là một điều rất là đáng khen bởi vì mình rất là dũng cảm. Và chị nghĩ là mình hoàn toàn có thể. Thì về đây xin em nộp CV về cho công ty của chị và chị từ đó chị sẽ xem xét. Và bây giờ là xong, mong mọi người sẽ có một tràng pháo tay cho bạn khen với việc sự dũng cảm của em hôm nay. Và mong là em sẽ có cái sự tự tin nhiều hơn, bởi vì hiện tại mình vẫn còn hơi rụt rè, hơi nhút nhát. Nếu như mà mình muốn ra ngoài, muốn chẳng hạn như ý em muốn nói là mong muốn mọi người nhìn thấy được cái kết quả của mình, cái sự phấn đấu của mình để mọi người mua đồ của mình chẳng hạn, thì mình cần có cái sự tự tin nhiều hơn từ bên trong ra bên ngoài. Cảm ơn em ngày hôm nay đến casting này và rất là cảm ơn cái cuộc họp của em. Chị ơi, là nó hôm nay là một cái hình ảnh rất là hoa hồng, rất là hoa hồng. Cái hình ảnh của cái brand này là rất là hợp với hoa hồng đỏ. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn tạm biệt mọi người. Số mời nhanh tiếp theo 376.